Rồi Quẹo cũng chào tất cả anh em ha. Giờ chiều á anh em, giờ có thả tới mấy tay lưới, giờ mình đi thăm lưới. Anh em cũng cùng đi thăm lưới với mình nha. Coi cái hiệu hành tích cái có dính không nha anh em. Ông ở đây là ông đảo một vòng trên kia này không à? Sáng thăm, sáng thăm mặt mang bán được luôn. Rồi anh em coi cá nè anh em ơi. Qua wow, chừng cá. Nhìn cá này cái nó làm như con đó vậy. Cá cào không nổi luôn á. Rồi mang, mang còn đỏ mừng.
này thằng cá dở chân gân luôn. Qua bạn cá nghe một gan không hết. Rồi mình thăm cử này xong cái sáng nay cái mình sẽ kéo lưới cái mình quay cho anh em xem nữa. Anh em ha, diện dính luôn nè, quá đã luôn anh em ơi. Bầy cá, ôi nhảy con, 2, 4, 6 con nha, 6 con anh em ơi, hả? Hai con cá 10 kg ạ, cục đá đâu có nhiều, gian ướt cái máy luôn đâu. Em thấy cá là chịu chưa, có dính cho có ăn cái dễ không anh em, còn mà không có thăm vất vả luôn, không có con nào nha anh em. Này hên nè, hên và cậu cho ăn nè, 6 cá nguyên bầy cá luôn. Rồi sáng nay mình quay nữa, mình kéo lưới quay cho anh em xem ha, giờ mình đi rộng cá để nó chết.